Hôm nay Khải Khải lắp đặt cái thiết bị bảo vệ bơm chuyên dụng. Tại vì nhiều lúc trước là có nói qua nhưng mà chưa có hướng dẫn lắp đặt thì mọi người thì không có biết. Thì hôm nay Khải lắp thử cái bơm làm cái demo luôn, nên thành sẵn tiện nói cho mọi người hiểu. Ở dưới này là cái bơm nè. Bơm này bơm đi tâm. Bơm đi tâm là thường thường là nó làm mát bằng cái nước, nó làm xem mát cái bồn dưới đây. Thì khi mà nước vô á thì nó sẽ làm cái nước nó làm mát mấy cái cánh. Nếu mà không có nước á là như là cái cốt nó sẽ bị nóng thì nó dẫn tới tình trạng là nó sẽ cháy và nó sẽ hư bơm nếu mà mình không phát hiện kịp. Thì cái dòng này đặc biệt là nó đặc biệt là nó có thể bảo vệ khi trường hợp hết nước. Thì mình chỉnh nó này, underlock này này, mình chỉnh này. Hiện tại giờ mình đang chỉnh là 80%, 80% của cái quá tải. Đây là cái dòng quá tải của nó là 6A. Mình đang chỉnh 6A. Thì thường thường á ở trên cái bơm này nó có ghi đây 604 A. Thì thường thường quá tải thì mình nhân cho 1.1, 604 là khoảng 6.5. Nên thì mình để thử nó đang để ra là 6.2 này. Và cái analog mình đang là 80. Thì bây giờ mình thử mình kích bơm nó chạy ha. Kích bơm nó chạy cho mọi người xem luôn. Bật bơm chạy thử coi sao. Bơm chạy này, giờ đang đo là 6.1. Bơm thiết bị nó không có quá tải thì bình thường nữa. Cái này mình đang sử dụng cái flow sensor nên thành sau khoảng 4 tiếng thì nó sẽ được tắt. Bây giờ mình thử mình để cái chế độ này nó non tải này. Bây giờ mình thử đang bơm cái mình rút nước lên một xíu để cho mọi người thấy được là nó sẽ bảo vệ không nước như thế nào. Cái quá tải thì chắc mọi người biết rồi, nó đơn giản rồi. Thì khi nào mà nó chạy dòng nó lớn thì tự động nó sẽ tắt. Còn cái non tải này, cái này thì nó đặc biệt hơn so với mấy cái thiết bị khác. Mình đang chỉnh là 80. Bây giờ mình thử cho bơm ha, và mình rút nó lên. Mình rút nó lên nó sẽ tắt. Bây giờ nhưng mà mình để mình đợi một xíu. Mình cài là cái thời gian bơm lâu hơn một xíu. Em cài cái thời gian nó bơm lâu hơn một xíu. Là bây giờ đang bơm là 4 kg đúng không? Cho nó bơm khoảng 10 kg đi, cho nó lòng xíu đi. Chỉnh cho nó 10 kg đi. Chỉnh cho nó khoảng 12.000 đi. 12.000 đi, 12.000 đi. 12.000 đi, cho nó lòng xíu rồi. Cái này là hệ thống demo để mình đang lắp, và cái gì là nó đếm số lượng đủ bao nhiêu lít thì nó sẽ tự động nó tắt. Bây giờ mình giới thiệu về cái bảo vệ bơm Minh Thành, mình sẽ cho nó bơm liên tục bơm lâu một xíu để mình thử hết cái chế độ của nó. Mình cho nó bơm, mọi người thấy không, nó đang đếm một xung. Nhưng mà cái đó là mình không phải nói cái đợt này, mình thầy mình đang nói về cái bảo vệ bơm. Bây giờ nó đang bơm đó, mình thử rút nước thôi nè. Mình cảm ơn nước thì cái dòng nó sẽ giảm xuống này, 3.8 mọi người thấy không, này 3.5 liền nhớt này ha. Đã khi này không có nước đây này, không có nước này, cái analog nó sẽ nhảy lên. Thì cái ampe này mình thấy này nó là 2.mấy đó, thì ví dụ như là 2.5 ampe thì không có nước thì mình sẽ tính phần trăm. Ví dụ như 6 ampe đi thì nó không có nước thì nó khoảng tầm 2.5, thì tương ứng với khoảng 60% gì đó. Đây. Nhưng mà mình để cho an toàn thì mình để cho 80%. Mình chỉnh 80. Mình chỉnh 80. Còn nếu mà ai mà không có cái đồng hồ đo ampe này á thì cứ thử nước thôi. Thử nước khi nào mà mình rút nước lên mình chỉnh cái này nè. Ví dụ như đầu tiên mình rút nước lên mình để 90. Mình để 90. Rút nước lên thì mình để 90 á mà nó sẽ tắt á thì là ok. Còn nếu mà rút nước lên mình để nó không có tắt á thì mình chỉnh xuống 80. 80 hay là 70 gì đó, chừng nào mà cái đèn đỏ nó nhấp 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 nhấp
nó nhớp là nó đang non tẩy và nó nhớp khoảng mấy giây đó thì nó sẽ tắt, đang tắt này. Và mình đang để chế độ reset bằng tay, nên thành mình reset bằng tay, mình thử lại. Bỏ nước đi xem. Cái này nó đang không có nước tại vì cái bơm của con bê tông này nó phải phải mồi nó một xíu, mình nhấp 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 vài lần nó lên nước. Vô bơm đây mà. Giờ cầm